Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay mình lại tiếp tục tổng hợp cho anh em một số cái mẫu xe mô tô cổ điển nhé. Dòng mô tô kiểu dáng cổ điển thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật tổng hợp cả phân khối nhỏ và phân khối lớn luôn. Nó sẽ nằm ở phân khúc từ 125cc đến khoảng 650cc. Đấy, có như là kiểu dáng Racer, Classic, Cafe Racer cho anh em tham khảo này. Đấy, hiện tại thì cái mẫu xe này thì cũng đang giảm giá rất là mềm anh em nhé. Anh em nào đang cần một chiếc xe kiểu dáng cổ điển ha, cần sang tên, sang tên trước Tết thì mình mua ngay lúc này nhé, để mình có thể là mình sang tên ngay trước dịp Tết để mình đi Tết nhé. Rồi thì đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng trước khi mình báo giá ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dị An, Bình Dương nhé. Có mua bán, trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp ha. Góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu, trả trước 30% giá trị xe và ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa là khoảng 50 triệu anh em nhé. Đấy, anh em nào cần tư vấn thêm thì cứ inbox Zalo cửa hàng hoặc có đến trực tiếp cửa hàng để xem xe. Rồi thì đồng hành mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá cùng mình nhé. Đây, hello bạn Trọng ha. Dạ, chào toàn thể anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em với anh Thắng sẽ cập nhật cho anh chị cái dòng Cruiser, dòng Classic hiện có trong cửa hàng, em cho anh chị tham khảo nhé anh chị. Ok. Đó, em sẽ đi lần lượt cái hàng phân khối lớn trước nhé. Đây. Hôm nay mình sẽ cập nhật phần của lớn trước, sau đó mình sẽ cập nhật phần của nhỏ ha. Bên này đầu tiên là có cái mẫu Kawasaki Vulcan 650S. Đó, chiếc đầu tiên này thì nó mang biển 95 Hậu Giang. Xe đăng ký lần đầu năm 2016. Đó, xe sạch đẹp liền lạc, đi có 9.800 km thôi, chuẩn giao đồ cho anh chị nhé. Xe có lên thêm được cây bố độ anh chị nhé, bố độ này và cái túi da phía sau. À, như là bô zin vẫn còn luôn. Bô zin thì vẫn còn. Anh chị mua xe nó tặng kèm bô zin cho anh chị mình. Ok. Nó xe đi có 9.800 cây. Hôm nay em giảm xuống cho anh chị còn 120 triệu bao rút hồ sơ. Rồi. 120 bao. 120 bao hồ sơ luôn. Đúng rồi. Còn sang bên cạnh em có con đời cao hơn. Con này thì đăng ký lần đầu năm 2020. Nó mang biển số 60 Đồng Nai. Ốc tán đẹp mà. Xe đi có 11.000 cây thôi. Ốc tán rất là sáng nhé. Con này thì lên thêm được cho anh chị khung chống đổ này và cái tựa lưng bô hài nòng nhìn rất là hợp xe, đẹp nhé. 2020 với 2016 nó chỉ khác nhau với phần báo số trên đồng hồ thôi. Con này là có báo số rồi. Con này có báo số rồi. Còn kia thì chưa chưa có. Đúng rồi. Con này thì hôm nay con giảm xuống còn 155 triệu kìa. 155 thôi em nhé. Giảm rất là sâu. 2020 biển 60 mà nó mới đi 11.000. 11.000 thôi, chuẩn thôi cho anh chị. Ok. Đó, còn sang bên cạnh em có mẫu Honda Revel 300. Con đầu tiên này thì nó độ con này thì nó độ lên một số món đồ chơi. Đấy. Ví dụ như là ghi đông họ nâng cao lên. Ghi đông lên một khúc luôn này. Tầm 30 phân này nhé. Lại cái này là cái mặt nạ. Chóa đèn LED, khung chống đổ, bô, tựa lưng tay dắt đầy đủ hết cho anh chị mình. Rồi. Chiếc này thì nó đăng ký lần đầu năm 2022, đăng ký muộn nhé. Biển số 70 Tây Ninh, đi 5.000 km thôi. Để cho anh chị mức giá là 90 triệu bao rút hồ sơ gốc. Con này là 90 bao hồ sơ. Bao hồ sơ cho anh chị mình luôn. Đây, biển Tây Ninh 2022. Đi bao nhiêu cây? 5.600 cây. Ồ, mới đi 5.600 cây nhá. Quá mới luôn. Cái mẫu Beo này thì Beo 300 á, hải quan của nó chỉ có 28 29 thôi anh chị ạ. Rồi. Nhưng mà con này nó đăng ký muộn, lăn bánh muộn thì nó là sang 2022 nhá. Còn sang bên cạnh con này thì nó là xe 2019, mang biển số 60 Đồng Nai. Con này đi cực kỳ thì đi có 1.900 cây thôi. 1.900 cây ha. 1.900 cây. Xem nào. Vỏ lốp và dày cui luôn. Dày cui nhá. Đĩa phẳng đét này. Xe sạch đẹp nên là ngoài chi tiết xe này thì nó lên được thêm cho anh chị hai cái thùng EV phía sau và cái ba ga. Ba ga kia anh chị mua thùng về gắn vô là sẽ được thôi. Ok. Đó. Xe sạch đẹp nên là 1.900 km, để cho chị mức giá là 90 triệu bao rút hồ sơ. 90 bao hồ sơ luôn. 90 bao hồ sơ. Đấy, xe 2019 nhá. Đó, còn sang bên tiếp đến là có con màu đen nhám này. Con màu đen nhám nó mang biển số 62 của Long An. 62 Long An, xe 2020 nha anh chị. Đi được 8.000 km. Đó, xe thì có lên ba ga sau và cái chống đổ cho anh chị mình. Okay. Xe 2020 đăng ký lần đầu 2020, xe sạch đẹp, máy móc thì hiện đại, êm ru. Rồi 8.000 cây thôi. 8.000 cây để cho anh chị mức giá là 88 triệu bao rút hồ sơ gốc. 88 bao hồ sơ biển 62. Đúng rồi. Tất cả các xe lớn này thì em đều bao rút hồ sơ và bảo hành máy móc đầy đủ 6 tháng cho anh chị nhé. Ok. Đó, vấn đề máy móc thì anh chị mình yên tâm. Sau bên này em có con màu vàng cát này. Con này thì nó là xe 2019 nha anh chị, biển số 43 của thành phố Đà Nẵng. Biển số thành phố Đà Nẵng như này anh chị sang tên về đâu cũng 1% thuế thôi, rất là nhẹ thuế nhá. 2019 đi được 12.000 km, nó có lên thêm được chống đổ, bố độ và cái gù nâng ghi đông cho anh chị mình này. Đó. Chiếc Beo 300 này em để cho anh chị mức giá chỉ có 82 triệu thôi, 82 triệu đã bao hồ sơ rồi. Con này là 82 nhá, biển Đà Nẵng. Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Đấy, ra bên ngoài này
Em có con Beo 500 luôn. Beo 500, con này cũng khá đẹp nhá. Con này mới nha. Form mới. Form mới luôn. Đó, xe đèn LED 2023. Đèn zin của nó đèn LED luôn. Đó, đèn zin này LED luôn. Xi nhan LED. Con này lên được cái mão gió này. Lên ù nâng ghi đông, thùng visa, chống đổ này. Đèn tôn xịn. Đó, bô game. Tựa lưng hai người luôn. Đây ghế đây là túi da, túi TV luôn anh chị. Bô đồ rất hay. Con này thì nó mang biển số thành phố Thủ Đức. Nó đi được bao nhiêu cây đây bạn? Đi 1791 cây, chuẩn nó đi hơn 1000 cây thôi. Đồng hồ thì full LED, có thêm phần báo số nha anh chị, đời mới là có thêm phần báo số. Đó, okay. Xe rất là đẹp. Cái xăng có được. Con này thì để cho anh chị mức giá hôm nay còn 149 triệu thôi. 149 triệu bao hồ 149 sơ. 149 bao hồ biển sơ. Biển số thành phố Thủ Đức, anh chị sang tên về đâu cũng 1% thuế hết. Chung là cái form 500 hay 300 thì nó cũng giống nhau, nó khác cái cục máy thôi. Cục máy, cục máy con này thì nó đầy hơn. Đẹp đầy hơn nó hai máy mà. Đúng rồi, hai máy. Đó. Rồi. Rồi, tiếp đến bên này em có cái mẫu Royal Enfield, một mẫu classic rất là đẹp. Royal Enfield này thì giảm giá rất là rẻ nhá. Và đây mà xe đi rất là lướt luôn. Đấy. Con đầu tiên này thì nó là mẫu classic 500cc. Xe đăng ký lần đầu năm 2018 anh chị nhá. Con này biển số 43 Đà Nẵng, đi rất là lướt. Trước thì mình có quay cho anh em là mới đi hơn 1000 cây đó. 1400 cây. À 1400 cây. Xe có trang bị sẵn cho anh chị khung chống đổ của Royal luôn này, bô zin móc. Dàn trần ốc tán phải quá là quá mới luôn. Có 1000 cây hơn mà. Bộ móc nghe lực nhỉ? 500cc mà có một máy mà nghe okay. Rất là phê. Con này hôm nay là còn 74, giảm 5 triệu cho anh chị từ 79 xuống, hôm nay còn 74. 74 triệu nha, con này là biển Đà Nẵng. Biển thành phố Đà Nẵng thì sang tên về đâu cũng 1% thuế, rất là nhẹ thuế chị ạ. Đó, xong sang bên cạnh em cũng là có 500 luôn. Con này thì nó mang biển số 61 Bình Dương, xe 2018 nhá. 61 Bình Dương, xe 2018. Con này thì nó đi được nhiều hơn, đi 6.000 cây. Đó, con này thì bản mạ chrome, nhìn nó rất là bóng, đẹp. Ha, đẹp. Mạ chrome nhá. Mạ chrome thì cái bình xăng này, rồi cái nhưng giống như cái hộc gió này. Hộc gió, mạ rè. Đẹp không? Nhìn nó bóng anh chị. Mạ chrome này thì cực kỳ đẹp anh em nhá. Dưới ngay lên là nó bóng luôn. Chiếc này thì để cho anh chị hôm nay còn có 70 triệu thôi. 70 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị rồi nhá. Đó, 70 bao hồ sơ luôn. Rồi. Còn sang bên này em có cái mẫu Bullet 350. Con này là 350. 350cc. Con này mang biển số 79 của Khánh Hòa, xe 2018 nhá. Đó, xe thì sạch đẹp liền lạc, đi có 7.900 cây, 8.000 cây nhá. Hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn 60 triệu thôi. Con này 60 triệu là bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ rồi. Đó, mình thấy là cái mẫu này nó hay là cái ống xả của nó làm bằng inox luôn đúng không? Inox sáng trưng. Nhưng mà mình thấy là máy cổ này là giữa cái là nó sáng trưng luôn à. Không giống như cái mẫu khác nhá. Rất là dễ sáng. Nhìn nó còn như inox chống gì luôn. Đẹp, nó không bị reset giống như cái bộ khác. Máy rất là hay. Động cơ một máy luôn. Rồi. Hôm nay giảm xuống cho anh chị còn 60 thôi. Đấy, 60 thôi anh em nhá. Bao hồ sơ luôn, quá mềm anh chị. Nó còn rẻ hơn cả mẫu CB150 với lại XR luôn anh em ạ. Đúng rồi, xe quá mềm anh chị. Mà anh em có một mẫu xe 300cc rồi, 350 ha. Đó, ra bên ngoài này em có một cặp Honda CB 300. CB 300. Một mẫu xe nhập khẩu của Thái Lan nguyên chiếc nha anh chị. Thái Lan này thế là nguyên bản hết luôn. Con này thì nó đi cực kỳ ít rồi. Con này đi có 600 cây thôi. Quá mới. 600 cây luôn hả? 667 cây. Đây, thế là vỏ này. Đây, đẻ là còn nguyên luôn, là chưa có bị dấu hiệu sọc mòn luôn nhá. Đúng rồi. Ốc cốt sau là chưa có dấu tháo, chưa có dấu hiệu tháo luôn nhá. Nói chung là 600 cây thì gần như mới anh chị ạ. Gần như mới ha. 667 cây, xe sạch nhập liền đang. Hôm nay em giảm xuống cho anh chị là còn 89 triệu bao rút hồ sơ gốc nhá. 89 bao hồ sơ. 89 bao hồ sơ gốc luôn. Rồi, quá lướt. Còn lướt xuống dưới này em có con biển màu đen bạc này, nó mang biển số Sài Gòn. Đó, biển Sài Gòn. Cũng là nguyên bản luôn. Nguyên bản đi 14.000 cây, xe cũng nguyên bản, sạch đẹp. Biển số Sài Gòn. Bô giòn tan. Biển Sài Gòn này anh chị sang tên về đâu cũng 1% thuế thôi, rất là nhẹ thuế nhá. Hôm nay em để cho anh chị mức giá là 83 triệu bao rút hồ sơ gốc. Okay. Biển số Sài Gòn nha anh chị. 83 bao hồ sơ. Hồ sơ rồi. Rồi, bây giờ mình lên trên lầu cập nhật thêm cho anh em một số cái mẫu phân khối nhỏ hơn ha. Đúng rồi, bây giờ sẽ lên trên lầu cập nhật cho anh chị. Trên lầu này thì cũng có một số cái mẫu phân khối từ 125 đến khoảng 250cc em nhé. Đấy, cũng khá là nhiều cái mẫu xe từ khoảng 20, 25 hoặc là cao hơn chút xíu cũng có luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi có mấy chiếc mới về trên này này, mình sẽ cập nhật bên này trước nhé. Là sẽ cập nhật lại cho anh chị một cái chiếc nhỏ hơn nhé, phân khúc nhỏ hơn. Con đầu tiên này nó là Rebel Trung Quốc nha anh chị. Con này hôm nọ nó bị lủng mình xăng đem đi làm lại. Ok. Nó về khá lâu rồi. Con này là Bel 125 hay Bel 170 luôn. 170 ha. Bel Trung Quốc, Bel USA nha anh chị. Nói chung là mẫu này thì nó hai máy rồi. Hai máy. Con này thì nó mang biển số Sài Gòn luôn.
Mới bên Trung Quốc này em không có bao rút hồ sơ mà không có bảo hành máy cho anh chị nhé. Ok, đến Sài Gòn luôn. Mua về chơi trải nghiệm thôi. Máy móc hai máy hai bô nổ rất là hay. Và được cái là beo, cái mẫu beo này thì máy móc nó rất êm nhá. Đúng rồi, rất êm, bao phê luôn. Êm với lại cái bô tiếng bô hay nha. Đúng rồi, con này chơi với tiếng bô là chính. Nói chung là dòng dòng cà phê này ha. Con này thì giá nó cực kỳ mềm, nó chỉ có 18 triệu cho anh chị mình thôi nhá. 18 triệu thôi anh em nhá. Giấy tờ đầy đủ luôn. Giấy tờ đầy đủ. Xe Trung Quốc thì em không có bảo hành máy và không bao hồ sơ. Ok ha. Ra bên ngoài này em có chiếc Suzuki EN150. EN, chiếc này mới về luôn. Con này thì nó mang gốc của nó ở 70 Tây Ninh. Em đang rút hồ sơ rồi nhá. Con này đang rút hồ sơ luôn rồi. Xe đi 91.000 km chuẩn rồi. Thế là xe còn khá cứng xe em nhá. Đây, xe rất là liền, sạch đẹp luôn. Ốc tán của nó này. Đó, đẹp không? Sạch cứng luôn nha. Nó là xe cứng em ạ. Xe đi 90.000 nhưng máy móc vẫn là nguyên bản đấy. Bộ zin này chưa có đụng, cuộc chưa có là còn rất đẹp nhé. Đây, con này thì để cho chị giá rất là mềm luôn, chỉ có 25 triệu bao hồ sơ. 25 triệu hồ sơ đang rút luôn anh em nhé. Máy móc nguyên bản nhé. Ok rồi, số bên dưới này thì em có mẫu XR 155. Hiện tại em đang còn có một chiếc này thôi, chiếc màu bạc thôi. Chiếc này bán rồi, nhận cọc rồi. Con màu bạc này thì nó là xe 2021 đó. Con này thì em đang rút hồ sơ rồi, nó đang độ ghi đông thấp xuống này, giống kiểu cà phê Fraser, đúng rồi. Ghi đông zin nó vẫn còn nhá. Anh chị mua xe thì em sẽ gửi kèm ra bun ghi đông zin cho anh chị. Anh em nào thích kiểu dáng Lexus hay là cà phê Fraser thì mình có thể thay đổi khá là dễ ha. Đúng rồi. Con này thì nó đi được có 2000 cây thôi, 2021 2000 cây. Đang lên thêm này cho anh chị cái cây bô nữa. Vỏ lốp này còn cái gió luôn nhá, 2000 cây thôi. Chuẩn nó đô cho anh chị nhá. Bô rất là hay. Rồi, lên mở cái bô, bô classic luôn, rất đẹp. Rồi. Rất là liền xe. Chiếc này thì để cho chị có 67 triệu thôi. 67 triệu bao hồ sơ cho anh chị mình nhé. Con này là 67 bao hồ sơ. Bao hồ sơ. Đấy. Còn đây. Còn sang bên cạnh này thì nó là mẫu CB rất là đẹp. Honda CB150. CB150, xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nhé. Chiếc này thì nó mang cái biển số Sài Gòn anh chị ạ. Xe đi 18.000 km 2020. Đó, con này thì nó zin nguyên bản luôn. Nó lên thêm được cái ba ga và cái hù nâng ghi đông cho anh chị thôi. Okay. Còn lại là nguyên zin anh chị nhé. Nguyên bản luôn. Máy móc thì tùy thầm luôn. Đó, xe nhập khẩu Thái Lan. Bô bỏng zin luôn. Quá bền luôn. Còn tan. Rồi. Chiếc xe này hôm nay em để cho chị mức giá chỉ có 60 triệu thôi. 60 triệu bao hồ sơ cho chị nhé. Con này là 60 bao hồ sơ luôn. Hồ sơ. Đó, xong rồi sang dưới bên này luôn. Một số mẫu classic như là W175. Con đầu tiên này màu xanh quân đội này thì xe rất đẹp này. Con này thì nó mang gốc của nó ở 93 Bình Phước. Em đang rút hồ sơ rồi. Đang rút hồ sơ cho anh chị rồi nhá. Anh chị đợi hồ sơ về bấm số thôi. Đó, con này thì nó mang cái biển số Bình Phước, đang rút hồ sơ, đi 13.000 cây 2018. Đó. Chiếc này em để cho chị mức giá là 45 triệu bao hồ sơ gốc. 45 bao hồ sơ. Đang rút hồ sơ luôn. Còn vào bên trong, con này thì nó mang biển số 47 Đắk Lắk, xe đi được 29.000 cây. Đó, xe thì màu lên, xám bạc. Lên chó đèn led. Lên chó đèn led. Dạ đúng, lên ghi đông đồ chơi cùng ga tăng tốc Domino. Rồi. Đó, con này thì để cho anh chị mức giá rẻ hơn, chỉ có 40 triệu nha anh chị mình. Rồi, 40. 40, đã bao rút hồ sơ cho anh chị rồi. Ok. Và sang bên này thì em có một hai chiếc cà phê Razor. Mẫu 250cc. 250 của nhà GPX nha anh chị. Đó là GPX Tewin 250 nha. Hai mẫu này nó mới ra cho nên về chất lượng thì anh chị mình cũng không quan tâm lắm. Chất lượng nó khá là bền nhá, nhưng mà về chạy đường dài thì nó không bằng được những dòng xe chính hãng. Ok, con này biển 67 này. 67 An Giang, xe đi có 2000 cây thôi, xe 2022 nha anh chị. Con này thì để cho chị mức giá là 50 triệu bao hồ sơ, động cơ hai máy một bô nổ tê tái. 50 bao hồ sơ. 50 bao hồ sơ. Còn chiếc chiếc này. Con này thì nó mang biển số 47 Đắk Lắk, xe 47 đi 7000 cây. Xe cũng zin nguyên bản thôi anh chị. Có lên thêm cho anh chị cặp túi da phía sau. Còn lại là nguyên zin hai máy một bô nhé. Đó. À, con này bô bỏng cũng zin luôn. Zin luôn. Đó, bô nổ rất hay. Ok. Con này thì để cho chị giá cũng ở mức giá là 50 luôn, hai chiếc đồng giá 50 triệu. Con này đồng giá 50 triệu là bao hồ sơ em nhé. Đúng rồi. Bên dưới này em có này một classic nữa. Classic nhỏ như đó là Husky 125. Husky 125. Đài Loan nha anh chị. Hãng SOM ha. Của em. Chiếc đầu tiên này thì nó mang cái biển số của 66 Đồng Tháp, xe đi 24.000 cây rồi. Đó, chiếc này thì để cho anh chị giá mềm thôi, chỉ có 20 triệu bao hợp lệ nhá. Đó, xe này okay. Thêm được cái cây bô classic rất là đẹp. Đó, 20 triệu là bao hợp lệ nhá. Giá này là chứa hàng chứa bao hồ sơ. Còn bên cạnh là biển 76 Quảng Ngãi. Con này thì zin toàn bộ luôn. Có bô zin, cả zin. Đi được 12.000 cây thôi. Nói sang chị ạ. Trước này thì để cho chị giá mềm thôi, chỉ có 20 triệu luôn. 20 triệu. Hai chiếc này đồng giá. Hai chiếc này đồng giá 20 triệu. Đó, trên một chiếc xe. Chiếc này biển 76 Quảng Ngãi. Rồi.
Còn bên trong là biển Đồng Tháp. Rồi. Ba hợp lệ cho anh chị nhé. Ok. Còn ra bên ngoài này có mẫu Yamaha IB125. IB125. Con này thì nó mang biển số Sài Gòn, xe 2018. Nó xe thì nó có độ lại cái chó đèn này. Chó đèn bên thì đèn trợ sáng với cái đồng hồ. Đồng hồ. Đúng không? Máy móc vẫn nguyên bản thôi. Đó, thì thầm nhé. Chiếc này thì để cho anh chị giá cũng rất là mềm, chỉ có 30 triệu bao rút hồ sơ. Rồi, 30 triệu bao hồ sơ. Con này là biển Sài Gòn luôn. Biển Sài Gòn bao hồ sơ nhé. Rồi. Đó, bên cạnh này có cái mẫu Honda CB150 Venza. Một mẫu xe nhập khẩu Indo anh chị ạ. Con này thì nó mang biển số 72 Vũng Tàu, đi 53.000 cây. Chiếc này thì biển Vũng Tàu em không có bao rút hồ sơ được nha anh chị mình. Em bao hợp lệ thôi. Rồi, nó qua okay. Nhiều đời chủ rồi, bao hợp lệ cho anh chị, mức giá chỉ có 30 thôi. Đấy. Xe đi 53.000 cây, CB150 Venza. Con này thì lên chỉ một chống đổ với đèn trợ sáng thôi. Sáng. Còn đâu là nguyên bản hết nhá. Nguyên zin luôn. Xe rất cứng luôn. Rồi. Đó, còn số bên dưới này tiếp em có một số mẫu Cafe Racer này. Như con đầu tiên này nó là GPX Gentleman 200. Con này thì nó là xe 2019, biển số 66 Đồng Tháp nha anh chị. Con này thì xe dàn chân rất là sạch đẹp. Dàn áo thì em có sơn lại cái màu đen bóng này rồi. Dàn áo có giảm lại. Sơn lại nha. Còn dàn chân ốc tán hay là máy móc là zin luôn đó. Nguyên bản. Có lên thêm được cái ghi đông đồ chơi này, ghi đông đồ chơi. Tay côn tay thắng Nissin, đồng hồ đồ chơi luôn. Đó, để cho chị giá cũng rất là mềm thôi. Chỉ có 27 triệu bao rút hồ sơ. Hôm nay giá nó còn 27 thôi. 27 thôi, giá quá mềm chị nhé. Ok. Còn tiếp đến bên này thì em có cái mẫu Legion 200. Con này thì nó mang biển số 85 Ninh Thuận. Xe 2020, đi được 31.000 km rồi. Đó, một mẫu Classic, mẫu Cafe Racer rất đẹp nhé. Phủ upside down này, hai tháng đĩa trước, bánh mâm. Một tháng đĩa sau, rất là đẹp, thuộc bình dầu, các thứ luôn. Đó, chiếc này để cho anh chị giá siêu mềm luôn, 30 triệu bao hồ sơ. Ok, biển 85, 30 bao hồ sơ luôn. Còn sang bên tiếp đến con này thì nó mang biển số Sài Gòn, nó là mẫu Legion 150. Con này 150, 150 thì chủ dáng Classic, Classic bánh căm, tháng bánh căm. Đĩa, xe đẹp. Vỏ lốp thì chủ xe đã thay nguyên cấp vỏ cày lớn mới thay luôn, 2019, biển Sài Gòn. Để cho anh chị mức giá chỉ có 22 triệu bao hợp lệ thôi, xe đi 40.000 cây. 22 triệu bao hợp lệ. Bao hợp lệ, máy móc thì êm ru luôn anh chị. Đấy, máy móc êm. 22 triệu bao hợp lệ cho anh chị nhé. Ok. Hai chiếc này em nhận cọc rồi. Ra bên này em có mấy cái thằng cổ điển nữa. Đấy. Như là GZ150A. Chiếc đầu tiên này thì nó mang biển số 47 Đắk Lắk, xe 2013 nhé. Xe đi được 80.000 cây rồi. Chuẩn nó đồ cho anh chị mình luôn, từ 23 đến giờ mà. Nhưng máy móc vẫn là nguyên zin, bao zin cho anh chị bảo hành 6 tháng. Nó lên được thùng cốp cảng đầy đủ luôn. Đó. Bộ zin móc nhẹ nghe rất hay nhé. Đó. Chiếc này thì em để cho anh chị mức giá của nó là 38 triệu bao hồ sơ đây. Xe 2013. 38 là bao hồ sơ luôn. Còn sang bên trong, nó là chiếc Honda Master. Con này Master 209, chắc là Master 2. Đó, 209. Master 209 biển 54 biển Sài Gòn. Sài Gòn, biển 4 số. Chiếc này thì còn rất là liền lạc, sạch đẹp nha anh chị. Xe zin liền lạc em nhá. Nói chung là xe cứng xe thôi. Con này thì để cho anh chị mức giá cũng rất là mềm thôi, chỉ có 20 triệu mà em bao hồ sơ luôn. Trước này em bao hồ sơ cho anh chị mức giá là 20 là bao hồ sơ luôn em nhé. Đúng rồi. Đấy, xe cứng cáp liền lạc nguyên bản luôn. Nguyên bản. Đấy, từ dàn chân dàn đầu xinh nhan nhất là zin luôn này. Nguyên bản hết luôn. Đó, đồng hồ rồi chó đèn. Đó, chỉ có 20 là bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ. Anh em nào thích kiểu dáng cổ điển mà Honda thì có thể tham khảo ha. Còn trong này thì em cũng hai cái thằng cổ điển nữa. Còn là GZ à? Không, con này thì hai chiếc này em nhận cọc rồi. Hai chiếc này cọc rồi. Em còn thằng từ thằng Avenger 220. Đây. Con này thì nó là một ba giai Avenger 220, một mẫu cruiser nhập khẩu Ấn Độ. 220cc nha anh chị. Đó, 220cc. Xe này đăng ký lần đầu năm 2017, đi có 11.000 cây thôi. Bánh căm. Bánh căm thắng đĩa, rất đẹp xe nhá. Lên được thêm cho anh chị cặp túi da phía sau. Đó, máy êm. Máy êm. Chiếc này thì để cho anh chị mức giá là 37 triệu bao hồ sơ. 37 là bao hồ sơ luôn. Đó, bên Sài Gòn em nhé. Đó, còn sang bên này em còn thằng GZ nữa. Con này thì nó mang biển số 61 Bình Dương, xe 2017 nha anh chị. Sơn xi thì sạch đẹp, sáng trưng. Nhưng con này nó là máy rồi, cho nên em không có bảo hành máy cho anh chị. Và không bao rút hồ sơ luôn. Để cho anh chị mức giá chỉ có 30 triệu thôi. 30 triệu. 30 triệu bao hợp lệ. Bao hợp lệ và không bảo hành máy. Con này thì đã làm máy rồi anh em nhé. Không bảo hành. 61. Đó, hoặc anh chị là muốn đẹp hơn xíu thì có thằng 84 Trà Vinh này. Con này thì là xe 2017 luôn, cảng là đầy đủ, thiếu một cặp thùng anh chị nhé. Đó, chó đèn là sạch đẹp luôn, sơn xi là rất là nét. Rồi. Xe 2017 để cho chị mức giá là 40 triệu bao rút hồ sơ gốc, 40 bao hồ sơ chiếc này. 40 bao hồ sơ, đó, sơn xi rất sạch đẹp nhé, không nổ sơn bong chóc gì hết nhé. Đúng rồi, rất là đẹp. Ok, đó, thì hôm nay
tổng hợp một số cái mẫu xe kiểu dáng cổ điển cho anh tham khảo ha. Tổng hợp tất cả các dòng xe từ phân khối nhỏ đến phân khối lớn luôn. Giá thì cũng từ hơn 10 triệu là có xe rồi. Anh chị em nào mà quan tâm chi tiết hơn mẫu xe nào thì cứ inbox trực tiếp cho số Zalo cửa hàng hoặc là đến trực tiếp cái địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương để mình xem xe trực tiếp nhé. Cửa hàng vẫn có hỗ trợ mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ góp ha. Góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu, trả trước 30% giá trị xe. Đấy, ngân hàng thì hỗ trợ tối đa được khoảng 50 triệu anh em nhé. Rồi anh em cần tư vấn cái chi tiết một xe nào cứ liên hệ trực tiếp nhé. Và đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật thông tin giá xe mới nhất và những dòng xe khác nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em cái video sau nhé. Ok, rồi chào bạn Trọng ha. Chào toàn thể anh chị và các bạn nhé. Rồi ok, rồi còn anh em cần báo giá thêm một xe nào thì cứ comment dưới, mình sẽ cập nhật làm video thông tin báo giá sau. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại ha.